Nghe mấy bạn đồng nghiệp rủ dê lên Hồ Trị An dã ngoại dịp cuối tuần, mới chợt nhớ ra rằng hình như đã lâu lắm rồi chưa có dịp trở lại Trị An để câu cá hoàng đế, mà tháng này lại đang mùa thì phải. Hai bà con mang theo đồ nghề cùng mọi người lên đường từ sáng sớm. Đến nơi, ghe câu đã đợi sẵn để đưa mọi người ra điểm câu. Sau một hồi lênh đênh giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành buổi sớm, anh Út chở ghe câu đưa chúng tôi tấp vào một bụi mắt mèo nửa chìm nửa nổi gần mép đảo, thả neo cố định ghe để chuẩn bị câu cá. Tuy gần bờ nhưng nước cũng sâu đến hơn 3 mét. Khi ghe câu đã yên vị, mọi người nhanh chóng ra cần để bắt những chú cá hoàng đế đầu tiên trong ngày. Câu cá hoàng đế có thể thuê ghe câu hoặc câu trong bờ. Câu trong bờ thì dù bạn đã chuẩn bị cần câu dài nhưng vẫn nên lội ra một đoạn để câu cho hiệu quả, do cá hoàng đế ăn mồi quanh các bụi cây mắt mèo điên điển chìm dưới nước, nên nếu ngồi trong bờ bạn sẽ gặp khó khăn khi kéo chúng vào do vướng các gốc cây này và mất cá. Cá hoàng đế thì rất dễ câu. Chúng ăn mạnh vào lúc bình minh và hoàng hôn. Thời điểm này, cá vào cả đàn, ăn mồi liên tục và việc còn lại là thi nhau giật. Được cái, mùa này cá cũng lớn nên câu rất cảm giác. Bạn sẽ vô cùng thích thú với cây cần tay cong vuốt lúc dìu cá vào ghe. Gặp con lớn cỡ ký lô thì thật đê mê khi chiến đấu với nó, vì đây là loài cá săn mồi hung dữ với tốc độ khủng khiếp. Loại cá này với cái miệng rất lớn, toàn thân vàng óng, điểm thêm các sọc tối và ở đuôi còn có thêm một chấm đen bao quanh là một vòng màu vàng giống như chiếc quạt của vua, nên chúng được gọi là cá hoàng đế. Chúng thường đi săn đeo bầy, được xem là hung thần của các loài tôm tép và cá nhỏ. Để câu được cá lớn, bạn phải thả mồi gần sát đáy. Còn nếu câu lực thì bạn cũng chỉ bắt được những con vừa vừa. Nên khi thấy các bạn câu thì giật toàn cá lớn mà mình chỉ bắt được những con tầm tầm, thì phải kiểm tra lại xem chỉnh phao của mình đã chuẩn chưa để điều chỉnh độ sâu của mồi cho phù hợp. Cá hoàng đế còn một điều rất đặc biệt nữa là càng gây tiếng động chúng càng kéo đến đông. Vì thế khi câu cá hoàng đế, bạn hãy chuẩn bị mấy cây sào để đập nước, hay mỗi khi thả mồi lại dùng chính cần câu của mình để khuấy nước. Khuấy càng mạnh càng tốt. Còn khi ngồi câu trên ghe, hãy thả cả hai chân xuống nước, vừa canh phao vừa đạp nước để dụ chúng đến. Nói thêm về cá hoàng đế,
một loại cá có nguồn gốc từ Nam Mỹ du nhập về Việt Nam qua các tiệm cá cảnh. Loại cá này với đặc tính sinh sản rất mạnh và nhanh. Chúng xuất hiện tại Trị An chỉ mới hơn chục năm nay do người dân nuôi loại cá này trong bè để chúng thoát ra ngoài, sinh sôi nảy nở, chiếm lĩnh khắp vùng hồ rộng lớn, đã từng được xem là hung thủ tiêu diệt các loài bản địa, gây mất cân bằng sinh thái lòng hồ Trị An.